Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, Quỳnh Côn đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi mà liên tiếp góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình được yêu thích. Đặc biệt là vai diễn Ngọc trong bộ phim Đừng bắt em phải quên gần đây, Quỳnh Côn đã khẳng định được khả năng diễn xuất của mình và giành được những tình cảm yêu mến của rất nhiều khán giả. Tuy nhiên, để có sự thành công và ghi nhận của khán giả thì người nghệ sĩ nào cũng có những sự thăng trầm trong sự nghiệp và Quỳnh Côn thì cũng không phải là một ngoại lệ. Và cô gái 25 tuổi sinh ra ở Thái Bình đã phải trải qua những vất vả như thế nào, với thời gian mất bao lâu để dần thoát khỏi cái bóng của một hot girl. Chuyện tối nay của chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ diễn viên Quỳnh Côn. Xin được cảm ơn bạn đã tham gia chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Dạ vâng. Và chắc chắn rồi, một vai diễn rất là thành công, vai diễn tên là Ngọc đúng không ạ? Bạn muốn nói gì về vai diễn này? Thực sự thì trong tất cả mọi bộ phim thì em luôn cố gắng hết mình, cố gắng bằng khả năng của mình để mang tới những cái cảm xúc chân thật nhất tới cho quý vị khán giả. Và cái điều thành công mà em cảm thấy đến thời điểm hiện tại sau vai Ngọc của Đừng bắt em phải quên thì đó chính là tình yêu thương của quý vị khán giả dành cho bản thân em. Đấy chính là một phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời diễn viên của em đến ngày hôm nay. Cảm ơn em. Diễn viên thì ngoài cái việc mà mình diễn, cái việc mà mình được khen là xinh, rồi khen mình giống như là một hot girl, thì khi mà nghe được những cái lời khen đấy thì Quỳnh nghĩ như thế nào? Thực ra thì em nghĩ đã là khen, đã là lời khen thì ai cũng sẽ thích điều đó. Nhưng em vẫn muốn được khán giả, quý vị khán giả công nhận mình là một diễn viên có thực lực và là một diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng mà mọi người thì vẫn đang nhắc đến em với một cái tên là hot girl Quỳnh Côn. Trước đó mặc dù là mình được biết là Quỳnh Côn được học và đào tạo bài bản tại trường sân khấu điện ảnh, là học ngành diễn viên đúng không em? Đó, vậy thì lúc đấy em có buồn vì cái danh xưng đó không, hay là nó cũng là một cái cơ hội đối với em? Thật ra trước đây thì em rất là thích cái danh xưng hot girl, bởi vì danh xưng hot girl dành cho những người có học thức, có ngoại hình và là một người khá nổi tiếng trong mạng xã hội. Nhưng mà thời điểm hiện tại, đến thời điểm hiện tại thì cái hai từ hot girl này đã trở thành một cái phong trào và ai cũng có thể trở thành hot girl. Chính vì điều đó đôi khi cũng là một cản trở đối với em, bởi vì ngày xưa thì trước khi vào làm diễn viên thì em cũng đã có quãng thời gian đi chụp mẫu ảnh, đóng MV ca nhạc, và từ đó trở đi thì mọi người phong cho em với danh xưng là hot girl và mặc định em trở thành một hot girl. Và khi là một hot girl như thế thì mọi người sẽ chỉ nghĩ là mình là một cô hot girl gọi là có ngoại hình một chút, thì mọi người gọi là gắn mác mình với danh xưng đó. Và khi mà mình chuyển hướng sang làm diễn viên chuyên nghiệp thì mọi người sẽ mặc định là ồ, cô này xinh đẹp chỉ một chút thôi, ngoại hình thì cũng bình thường, nói chung là hot girl thì sẽ không có khả năng về diễn xuất quá là nhiều. Vì thế nên mọi người sẽ có những cái định kiến dành cho hot girl. Và cái thời điểm hiện tại thì là hot girl thì như chị đã biết thì ai cũng có thể trở thành hot girl được. Vì thế mà em đang càng ngày càng cố gắng hết sức mình để trau dồi khả năng của mình để thoát cái mác hot girl đấy, để mọi người có thể công nhận em là một diễn viên có thực lực. Nhưng mà chúng ta cũng không phủ nhận rằng là cứ gọi là cái mác hot girl đi, nó sẽ mang cho em lại và đã mang cho em lại rất nhiều những cái sự thuận lợi đúng không? Dạ. Đương nhiên cái gì nó cũng sẽ có hai mặt của nó. Khi mà em trở thành một hot girl, mọi người định hướng cho em trở thành gắn mác cho em là một hot girl, thì em sẽ được tiếp xúc gần với khán giả nhiều hơn và được các bạn biết đến nhiều hơn. Nhưng song song sau đó nó cũng là một cái cản trở đối với em, bởi vì là khi mà mình trở thành một diễn viên chuyên nghiệp thì mình phải có định hướng rõ ràng hơn và không còn là một cô hot girl chỉ đóng MV ca nhạc hay là chỉ đi chụp mẫu nữa, mà mình còn phải đầu tư vào diễn xuất của mình, đầu tư vào khả năng của mình. Và để trở thành một diễn viên thì không hề đơn giản, nó là cả một chặng đường gian nan và mình phải cố gắng rất là nhiều để trở thành một diễn viên và để dấu ấn trong lòng quý vị khán giả. Đến cái vai diễn này thì là như vậy, nhưng mà trước cái vai diễn này, trở về trước với những cái phim mà Quỳnh đã từng đóng thì với cái lượng khán giả xem thì cũng chưa phải là đông, và người ta cũng có thể nói là chưa ấn tượng về cái vai diễn của em, thì lúc đấy em nghĩ như thế nào? Thật ra thì lúc đấy thì em vẫn còn rất là non nớt trong cái việc diễn xuất của mình. Em chưa có nhiều trải nghiệm, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Thế nên tất cả những cái vai diễn trước đây của em đều là bước đề ba để em có được một vai diễn tốt hơn, dần dần khẳng định mình để mang lại những cái cảm xúc chân thật nhất cho quý vị khán giả. Và thực sự thì mỗi một vai diễn em đều cố gắng hết mình, và em phải cảm ơn quãng thời gian trước đây từ những vai diễn phụ để đi lên có một bộ vai diễn chính cho bản thân mình, thì em phải cảm ơn rất là nhiều, bởi vì nhờ có những vai diễn đó thì em mới có những kinh nghiệm. Thì khi mà em có những kinh nghiệm rồi và em có những bài học rồi thì em sẽ rút ra để trau dồi khả năng diễn xuất của mình, để mình trở thành một, để mình có những cái kiến thức, để mình có những cái quan sát để mình trau dồi khả năng diễn xuất của mình tốt hơn. Có bao giờ mà em cảm thấy mình bị khó khăn, mình rơi vào những cái sự trầm cảm, hay là để vượt qua chính mình nó quá khó với những áp lực từ dư luận không? Có ạ. Đó là quãng thời gian khi em đóng bộ phim Nguyệt Anh trong bộ phim Nàng Dâu Hoa Đời. Chỉ trước đấy thì em đã đóng Đào trong cái Group B. Và
như quý vị khán giả và như chị nếu như có theo dõi thì chị sẽ biết là đợt em đóng Cô Nhúc B thì đã là một cái vai mà để cho khán giả rất là ghét. Ngay từ định hướng từ hot girl sang diễn viên mà đã đóng vai phản diện rồi thì khán giả sẽ rất là ghét, nó là dấu ấn định trong lòng khán giả. Thì khán giả chưa kịp yêu quý mình thì đã lại tiếp tục đã ghét mình rồi. Ghét mình trong bộ phim Nàng Dâu Ra Đời. Thì thực sự lúc khi bước vào nghề thì em nghĩ là ôi em muốn đóng vai phản diện để cho quý vị khán giả nhớ đến em. Sau đó thì em sẽ dần dần đóng những cái vai có thiện cảm hơn để có thể chinh phục khán giả, để khán giả càng ngày càng yêu quý mình. Thì lập tức em được nhận lời mời trong bộ phim Nàng Dâu Ra Đời và em bảo là không, em sẽ nhận vai này và em sẽ cố gắng hết mình để cho khán giả thực sự rất là ghét em, để in dấu ấn trong lòng khán giả. Sau đó thì em sẽ càng ngày càng cố gắng nhiều hơn để em chinh phục khán giả. Và sau đấy thì thực sự là sau một thời gian bị stress sau bộ phim Nàng Dâu Ra Đời thì bị chửi bới, mọi người xúc phạm rất là nhiều. Và thực sự lúc đấy em còn rất là non nớt trong nghề, mình chưa chuẩn bị sẵn tinh thần, thế nên là có những cái cảm xúc mình bị tiêu cực và đâm ra trở thành mình sẽ có những cái nỗi buồn khi mà mình nhìn những cái bình luận mà mọi người vào trang cá nhân của mình này mắng chửi mình, thậm chí là còn mắng chửi đến cả gia đình mình nữa. Và khi đó thì em đã thay đổi như thế nào để được một Quỳnh Côn như ngày hôm nay? Đó là em nhìn lại bản thân mình và em xem lại tất cả những bộ phim em từng đóng để em nhìn ra là mình chưa làm tốt ở đâu và mình chưa được ở đâu và mình cần thay đổi bản thân mình. Và em dành thời gian để em suy nghĩ và tĩnh tâm bản thân mình lại để mình định hướng lại con đường của mình, định hướng lại khả năng diễn xuất của mình để mình trau dồi. Rất là tuyệt vời. Chị nghĩ rằng là em thực sự đã là một cô gái rất là thành công ở thời điểm hiện tại và rất là chín chắn. Một lần nữa thay mặt khán giả, những người yêu quý em sẽ chúc em sẽ giữ vững được cái niềm tin của mình và theo đuổi không ngừng đam mê đối với sự nghiệp diễn xuất. Xin được cảm ơn em. Thưa quý vị và các bạn, tới đây câu chuyện của chúng tôi với diễn viên Quỳnh Côn xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.